Thưa quý vị, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, xin cảm ơn điện máy Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi bữa nay sao? Mình phải mời khách mời, nhưng mà hôm nay không có muốn mời. Nhiều người đẹp quá em không có muốn mời. Trời, tao đẹp hơn mình hả? Tự nhiên nhìn thấy cái là trời, tự nhiên sáng sủa quá em sợ bị mờ nhạt quá em không muốn mời. Đâu, cái giọng đớt của em là đã sáng rồi không đâu vậy. À, cảm ơn anh. À, chưa ai mà nói đớt mà vui gì đâu. Kính thưa quý vị, Adi sẽ xin mời đội A, đó là Lebena, Nguyệt Ánh và Hòa Hiệp. Xin mời. Hơi rung. Này anh Hiệp gánh tim hả? Đúng rồi, anh gánh em. Anh đứng chính giữa đó. Anh đi cùng với hai người đẹp. Đúng vậy. Chương trình này là một trong những chương trình nhanh như chớp, hỏi rất nhanh và trả lời phải nhanh. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của anh Hiệp rồi hai cô gái xinh đẹp, thì cái đội kia chắc mình nên khuyên họ về luôn cho rồi. Về luôn cho rồi. Về luôn cho rồi. Ờ, em cũng nghĩ vậy. Chơi lại đâu. Khỏi đi, khỏi chơi. Khỏi chơi hả? Ừ. Chơi em lại đâu. Mời đội kia về không đi. Đội kia chỉ có một cái giỏi là chơi ăn gian thôi. Đó mới nói chạy liền chưa. Chơi được rồi mà. Nghe cái gì vậy? Nghe anh Giang nói Bảo My nó chịu không nổi, nó xông ra luôn đó. Đuổi đó. Giang ơi Giang, em lầm rồi. Em làm rồi, bên anh là rất là hiền, rất là thùy mị. Còn bên kia là hung dữ dữ lắm. Và nhất là cái miệng của Kali. Thì em nói là bên đội kia có một cái nổi trội là chơi ăn gian đó. Trời ơi, mấy gương mặt này mặt gặp hoài à. Thôi về là quý vị phải ở đây, ở đây. Ly ơi, về vui vẻ, về vui vẻ Ly. Bên đội bên kia may lắm thì có một nhân vật sống đàng hoàng trên đời là Hồng Thuận thôi. Còn hai đứa kia trời ơi, nó ranh ma quỷ quyệt lắm. Trời ơi, em không tin luôn á anh Giang. Hồi nãy anh em mới ôm nhau trong hậu trường vỗ dai xong ra anh nói em vậy luôn á. Trời ơi, em lén mong anh luôn hả? Anh là người có gia đình nha. Có gia đình nha. Ủa Giang ơi, anh nói nghe nè. Chào anh. Anh tin tưởng vào Tú Huy hơn là Hùng Thuận. Anh đang sợ Hùng Thuận với Kylie dữ lắm. Vậy là bao nhiêu năm nay em bị Thuận gạt em à? Em bị lừa rồi. Cái gì vậy anh Hiệp? Trời ơi, sao tự nhiên cái nói em với Ly vậy? Em với Ly là một người rất là hiền lành và thánh thiện. Thì bởi vậy, lúc nãy trong hậu trường em còn order đồ của anh ăn nữa. Bây giờ thôi dẹp luôn đi, nghỉ đi. Xong thấy chưa? Nghỉ chưa anh? Nghỉ chưa? Anh có nói gì sai không ta? Sao mà bị phà dữ vậy trời? Nãy giờ chưa hề nói gì luôn á. Anh chỉ nói là Hùng Thuận không đẹp thôi. Mà giống như là Trường Giang nói là chi chứ. Đó Trường Giang nói cho anh không có nói nghe. Bạn em biết mà, đàng hoàng nghiêm túc. Đó thấy chưa? Điều đó khó xảy ra. Giờ này còn bán hột gạo vịt không? Hết bán hột gạo vịt rồi, giờ chuyển qua bán nhà rồi. Ủa? Bây giờ chuyển qua bán vịt rồi. Đây là hệ thống nhà đất. Nhà đất Hùng Thuận rồi. Bất động sản. Anh là khách hàng đầu tiên rồi đó. Đúng rồi, anh là một người khách hàng đầu tiên. Thiệt đó đang, đăng ký gửi nhà cho bà, cho một biệt thự lớn nè. Ghê. Sản phẩm rất dữ. Trời ơi, bà anh mới giàu quá. Trời ơi. Chứ em nói với chị em nghèo hồi nào. Mà yên tâm đi, người anh chỉ có một căn thôi. Kali đến 2 căn lận, hiểu không? Đó. Nói Nguyệt Ánh giàu chứ mà đó, âm thầm vậy mà 2 căn rồi nghe. Trời ơi. Hẹp luôn á Hẹp. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy trên phương hiện tại là dàn diễn viên chính của phim Cổng Mặt Trời. Và phim này thì sắp đây tiết lộ điều bất ngờ mà mọi người chưa bao giờ được biết, chưa từng được biết liên quan tới phim Cổng Mặt Trời. Em chính là một trong những người đầu tiên viết kịch bản cho phim đó. Đúng rồi. Tại vì trong bộ phim Cổng Mặt Trời chúng ta là quy một tổ kịch bản lận. Đúng rồi. Đúng không? Mình ôm anh Giang đi. Trời ơi, anh Giang chăm ôm cái anh Giang ôi trời ơi. Đó tức là vậy nè. Những ngày đầu tiên á, có mấy anh em với nhau thì có một cái người ta đề nghị là viết cái phim đó. Cổng Mặt Trời thì mới giải thích ra Cổng Mặt Trời là cái gì, rồi Tên Mặt Trời là gì gì đó. Anh viết đoạn nào? Rồi anh viết cái đoạn, anh còn nhớ mãi là cái đoạn là một cái cậu sinh viên trong cái phòng trọ. Bên nam hay anh nữ anh? Nam. Bên nam. Bạn nam đó bạn nằm. Người ta mới viết là thức dậy trong một cách đó cho nó hay tí. Cái mình mới viết một cái đoạn là hả, có người tới đòi tiền nhà sợ quá trốn bên này ở kia. Rồi xong giật mình. Trời ơi. Không phải, mơ thôi chứ không phải thiệt. Đúng rồi, cái cảnh đó. Cái cảnh đó là cảnh anh em mình hát cái bài mà bà già hí, bà già hô, bà già súng răng. Đó. Thì sau đó thì cái chắc là
viết dở rồi không ai cho viết nữa. Không vui mà, cái phân đoạn đó là phân là gây dấu ấn để mà người ta tiếp tục theo dõi phim á. Không, phim là một bước ngoặt lớn ha. Ở đây thiếu một người đó là Ngọc Lan, cũng là có trong phim đó. Hiền Trang, Linh Hiếu, Đinh Thế Thành, Bá Thắng. Mà phim nó nhiều người quá ha. Tới 6 nam 6 nữ lần mà. 6 nam 6 nữ 5 nam. 5 nam. 6 nữ, còn nếu mà tính luôn Phùng Ngọc Huy là 6 nam 6 nam. Mai Phương nữa. À Mai Phương. Mai Phương nữa. Tính ra tới bây giờ nhiêu năm rồi ta, từ ngày đóng phim đó. 12 năm. 12 năm rồi, 2009 tới giờ. Quá rồi. Con Thuận bao nhiêu tuổi là Cổng Mặt Trời bao nhiêu năm đó? À là con Thuận sinh năm 2009. À bây giờ mình sẽ nói về vị trí A và B. A là vị trí hay thắng. B là vị trí thường xuyên ra về. Rồi tùy chọn. Ủa nãy nãy là anh giới thiệu đây nè, đợi về rồi. Thì đó thì mời vào được A. Còn mình, ủa vậy thì mình là B đó hả? Đúng rồi. Vậy thì mình về luôn bây giờ được không? Rồi vào vị trí nào. Sau đây chúng tôi sẽ có một cái máy để nói về luật chơi. Kính thưa quý vị, luật chơi của chúng tôi như sau. Người chơi lên cái ghế này thì phải trả lời một cái đáp án gì mà MC yêu cầu, đúng không anh? Trả lời câu hỏi chứ. MC hỏi thì người chơi phải trả lời. Và người chơi không được nói là tôi không biết hay là tôi bỏ qua. Và cũng không được hỏi ý kiến của đồng đội hoặc là quý vị khán giả. Và nếu mà hỏi liên tiếp 10 câu là sẽ nhận giải 20 triệu duy nhất một lần. Wow. Rõ ràng chưa? Dạ, xong. Xong đúng không? Dạ, máy xong rồi. Bé là thiệt tình luôn. Bây giờ nói gì giải thưởng luôn đi. Bữa nay lỡ rồi mình nói luôn. Giải thưởng nè. Giải thưởng chưa có, nó chưa có vô cái máy này anh phải nói. Dạ. Cái đội thắng đêm nay là loại đội kia đó mang về 18 triệu và mỗi người một cái loại X-Boom Go đến từ LG và bước vào vòng đặc biệt. Vòng đặc biệt nếu thắng mang về 60 triệu. Đội thua là cái đội. Ủa sao vậy anh? Sao anh đội thua cái anh chị? Không, đội thua bên kia. Anh chị thua. Đội thua. Sẽ ra về và mang về 12 triệu đồng kèm theo mỗi người một cặp tai nghe đến từ LG mang tên là Turn Free. Okay. Giải thưởng năm nay lớn quá. Giải thưởng năm nay lớn. 12 triệu cũng lãng cao ốc rồi. Tai nghe dễ thương lắm. Thì bây giờ đồ xui đuôi lọt nha. Okay. Đa số những đội đến đây mà vòng đầu tiên thua là thường ra về lắm. Trời ơi, căng quá vậy. Em đang định lên thắng. Chưa gì hết mà anh Thuận quay qua năn nỉ. Anh chơi trước nha. Anh với anh Hòa Hiệp chơi trước. Ủa, ủa quy định bên kia bên kia tha kệ ta chứ. Thì bây giờ nam hai nam mà đúng không? Giờ em với không lẽ em đối đầu với Beo, em đối đầu với Nguyệt Ánh thì em với anh lên trước để bây cho nó được. Đúng, đúng cũng được. Thì bây giờ thôi anh làm anh đi, anh chiều ý em. Ờ hiểu không? Vậy đây cặp đầu tiên với mình để cho nó dễ thương ha. Dễ thương hả? Nó gài hàng tôi ghê thiệt. Rồi, tình luôn á. Hai người đàn ông sẽ đến với cô gái Seoul. Vô. Cố lên. Dạ. Cố lên. Cố lên Thuận ơi. Anh đi trước nha. Anh tính là cho một trong hai em đi trước nhưng mà thôi. Hùng Thuận nó gài hàng quá, thôi anh đi trước. Hiệp ơi, em với anh lên trước. Tức là đối đầu với nhau bất kỳ chuyện gì đúng không? Ừ. Thôi để chia tay ở lại mình giỏi nghe. Hôm nay thì mình cũng vui vẻ không gạo nha. Mình sẽ đối đầu với nhau. Dạ. Vậy thì hai anh ai muốn đi trước ạ? À, mình tù xì được. Không? Mình tù xì không? Ai cũng được, em đi sau em, đi trước gì cũng được đó. Thì cũng vậy đó, em chọn đi. Nói cho em trước cho ha. Em trước ha. Em rồi. Trước cho, không sao em đâu. Em trước đi, ừ. Dạ, vậy thì okay. Mời anh. Dạ, mời anh vào trong. Chúng ta sẽ có 2 phút dành cho Hùng Thuận. 2 phút bắt đầu. Tôi có 4 chân nhưng tôi không bao giờ chạy, tôi là cái gì? Quá dễ. Cái bàn. Tôi có 4 chân, cái bàn hoặc là cái ghế. Lên. Yeah. Một vật hình tròn thì có bao nhiêu mặt? Một vật hình tròn, tròn phẳng hay là tròn do? Không, tròn do thì nó có nhiều mặt. Hỏi tròn phẳng đó, thì 2 mặt. 2 mặt lên. Tròn do cũng có 2 mặt là mặt trong mặt ngoài. Trong bài hát Đi học về, ông bà đang làm gì? Đi học về em vào nhà em chào cha mẹ. Không không. Phải không? Đúng rồi, đúng cha rồi. Cha mẹ khen là em rất ngoan, mẹ âu yếm hôn đôi má em. Hình như không có ông bà. Ê, sai rồi, có đoạn mà đi học về ông bà ra đón.
có. Lên. Hay quá à. Quá dễ luôn á. Mấy câu này dễ thôi. Đừng hy vọng nhiều quá Bảo Thuận. Đây là một câu đố chữ. Lông gì có hoa? Lông gì có hoa? Hoa là bông. Lông bông. Đó. Có nghĩa. Lông bông. Quá đơn giản đúng không? Thì bông là hoa đó. Hằng hà sa số. Khi có khi không. Nhấp nha nhấp nháy như là kim cương. Là vật thể gì? Hằng hà sa số. Khi có khi không. Nhấp nha nhấp nháy như là kim cương. Là ngôi cái gì? Sao. Yeah. Là cái gì? Ngôi sao. Lên. Thân ta không mẹ không cha. Vốn không họ hàng. Ở nhà người dưng là cây gì? Thân ta không mẹ không cha. Vốn không họ hàng. Ở nhà người dưng. Ở nhà người dưng là cây gì hả? Quá dễ. Thân ta không mẹ không cha. Cây gì? Cây gì? Cây tầm gửi. Lên. Yeah. Giỏi vậy ta. Ồ, giỏi quá, Thuận giỏi quá à. Hoa hậu nào là đại sứ cho cuộc thi sáng tác ca khúc cho SEA Games 2021? Vừa rồi là Hateniel. Hena. Hena là ai? Hateniel. Đi kê. Không nhớ hoa hậu nào luôn á. Hateni. Không nói đại đi, sao hết giờ rồi. Hateniel. Ai chọn mà đó hả? Hả? Lên. Ủa mà anh Giang ơi, cho em thắc mắc xí. Nói về hoa hậu á thì đội của anh Thuận thì không nói, mà đội bên đây thì lại chỉ cho anh Thuận biết là ai luôn. Bé trai vậy đâu, có gì đâu. À vậy thôi á. Động viên anh Thuận, động viên anh Thuận. Tròn tròn như lá tía tô, rớt xuống ao hồ, đầu ướt đuôi khô là cái gì? Tròn tròn như lá tía tô, rớt xuống ao hồ, đầu ướt đuôi khô. Bèo hả? Không chính xác. Ủa gì kỳ vậy? Đáp án là cái muỗng. À cái muỗng à. Một cái chẳng gọi là bao, ngàn cái cũng gọi không nhiều là sao? Hỏi là bánh gì? Bánh bao. Bánh bao. Một cái chẳng gọi là bao. Bao chẳng gọi là bao nhiêu đó. Ngàn cái cũng gọi không nhiều là sao? Cả ngàn cái cũng vẫn gọi cái tên vẫn đúng gọi rồi. Là không nhiều. Bánh bao. Bánh ít. À. Bánh ít. Không chính xác rồi. Bánh ít. Hết giờ luôn. Bộ này dễ không? Đúng rồi, bộ hỏi dễ. Không, bộ này em trả lời được. 7 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Chúc mừng anh. Em có 12 câu à. Ủa em được 12 câu luôn hả? Có 12 câu à. Chương trình có 10 câu à. Hai câu là rớt qua bên kia luôn. À em rớt qua bên kia luôn hả? 7 câu anh ơi. 7 câu hả? Dữ dằn vậy trời. Trời tôi được mấy câu trời? 2. Em chúc anh được 6 câu. 6 câu hả? Ờ em chúc anh được 6 câu. Sao em không chúc anh 8 câu hay 9 câu? 8 câu anh hơn em sao? Đang thi đấu với nhau mà. Thì hồi nãy Giang nói là thường thường là A thắng B thua. Mà đầu xuôi đuôi mới lọt, hiểu cái không? Cái A với cái B chưa có ai chứng minh được là sẽ A thắng B thua đó. Mình phải chơi mình mới biết được. À, thôi giờ anh chơi lên chơi rồi, ha. Chơi, mời anh. Rồi anh qua hay quá, chơi hay nè. Quá. Dạ trước khi anh lên quá, đó anh. Rồi. Dạ kính thưa quý vị, tại vì hôm nay là em nói chuyện với anh Hiệp lần đầu tiên và lần đầu tiên nói nhiều nhất. Em muốn gửi lời xin lỗi. Xin lỗi anh, tại vì anh đâu có quen cái cách nói chuyện của em đâu. Em sợ là anh nghe câu hỏi của em anh không hiểu được như là anh Trường Giang nói. Nên có gì em xin lỗi anh trước. Anh đừng quạo em nha. Nha, đừng quạo em nha. Ủa chứ không phải là anh là Giang lên đọc hả? Dạ không. Em sẽ là người đọc cho anh. Em muốn không có lỗi với anh á. Em đọc làm sao mà anh lên được 8 câu á, hiểu không? Anh tại lên 7 câu rồi, hiểu không? Harry là người chuyên đọc cho các khách mời là lên 10 câu không đó. Đó, anh tin tưởng không em? Dạ. Em sẽ ráng cố gắng. Dạ, xin mời em. Anh thấy tương lai em tốt đẹp rồi. Sao chưa gì hết mà em làm anh hồi hộp quá vậy, hay đi quá. Dạ, em cũng hồi hộp, em đọc mà em cũng hồi hộp. Kính thưa quý vị, anh Hòa Hiệp đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Tôi có 4 chân nhưng tôi không bao giờ chạy, tôi là gì? Tôi có 4 chân hả mà không bao giờ chạy. Cái bài hoặc cái ghế. Cái ghế. Chính xác.
Một vật hình tròn thì có bao nhiêu mặt? Một cái vật hình tròn hả? Có bao nhiêu mặt hả? Cái mặt mặt trên, mặt dưới. Nó có hai mặt à? Chính xác. Dữ. Trong bài hát Đi học về, ông bà đang làm gì? Đi học về hả? Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ. Cha em, mẹ gì, mẹ em khen thì em biết quá. Ủa đâu có bà, cha, ông bà gì trong đó đâu. Ông bà đang làm gì kệ ông bà đi. Dạ, chính xác. Ông bà đâu có trong đó. Dạ, chính xác. Đúng quá à. Hay. Đây là đố chữ nha anh. Cái gì? Đố chữ. Đố chữ hả? Dạ. Lông gì có hoa? Cái gì mà lông gì có hoa em? Dạ. Đố chữ nha anh. Lông gì có hoa hả? Dạ. Đố khó hả? Hoa gì có lông thì dễ. Lông, hai lông từ ghép lại hoa. Nó phải có nghĩa em. Hai từ ghép lại có nghĩa. Dạ. Hoa là hoa, gì đó? Hoa là bông. Lông bông. Chính xác. Yes. Ủa lông bông có hoa hả? Bông là hoa đó anh. Ông trả lời xong mà mặt ổng kiểu không tin đấy. Rồi câu hỏi tiếp theo. Hằng hà xa số, khi có khi không, nhấp nha nhấp nháy như là kim cương, là vật thể gì? Hằng hà xa số, khi có khi không, khi có khi không, nhấp nha nhấp nháy như là kim cương, là vật thể gì? Ngôi sao. Chính xác. Đúng rồi. Wow, dữ luôn. Hay quá. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thân ta không mẹ không cha, vốn không họ hàng, ở nhà người dân, là cây gì? Cái tầm gửi. Chính xác. Wow, hay quá. Hay quá. 10 câu Hiệp ơi. Được số mấy rồi? 10 câu đi. Có 4 câu rồi. Anh ơi, hoa hậu nào là đại sứ cho cuộc thi sáng tác ca khúc cho SEA Games 2021? Hoa hậu nào hả? Dạ. Hờ Herien. Chính xác. Em à, không thường đọc hoa hậu Hena. Cáng thiệt chứ. Vậy mà anh Gia cũng cho lên được, hay thiệt. Cái này thì em nghe là những người xưa sẽ biết nhiều. Tròn tròn như lá tía tô, rớt xuống ao hồ, đầu ướt đuôi khô, là cái gì? Tròn tròn giống lá tía tô hả? Dạ. Tròn rớt tròn xuống giống ao hồ, đầu xuống ao ướt hồ. Đuôi khô. Đầu ướt đuôi thì khô. Đầu ướt đuôi khô hả? Cái mũ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Một cái chẳng gọi là bao, ngàn cái cũng gọi không nhiều là sao? Hỏi là bánh gì? Tên á. Bánh ít. Chính xác. Rồi, anh ơi, hết giờ rồi. Xin mời anh xuống ạ. Trời ơi. Kính thưa quý vị, anh Hòa Hiệp đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu. Xuất sắc anh ơi. Trời ơi, Hiệp ơi. Hay quá Hiệp ơi. Cái này là phải cảm ơn em. Trời ơi, em có làm gì đâu anh. Thưởng. Đâu anh vui rồi, lấy nghe được rồi. Cho anh nắm anh lấy hơn coi. Ly em cố gắng lên nha. Lưu Vy cố gắng lên. Hai người đẹp của anh cố gắng lên. Anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nha. Anh đang rất là rung. Ủa là anh xong rồi hả? Anh xong rồi đó. Rồi, tỷ số hiện tại là 1-0. Mình 1 và bên đây 0. Bây giờ là lượt tiếp theo, nếu mà thắng 2-0 là bắt đầu thấy chấm chớp, 3-0 là thắng luôn. Còn để người ta gỡ một đều rất nguy hiểm. Ai lên? Tôi Vy đi. Vy lên đi. Được. Để Vy mình gỡ Vy. Vy lên. Bà đây. Anh ơi, Lê-bê-la. Anh biết rồi. Lê-bê-la là Lê. Không dễ. Giờ sao? Cô gái. Giờ thấy có
gì không? Không thích thì đi về. Chứ sao tham gia chương trình mà căng thẳng vậy? Bây giờ vậy, ai lên trước? Em lên trước đi, Bella. Lên sau rất là tâm lý nha, lên trước không đỡ tâm lý hơn. Vậy hả? Lên trước sao cũng được mà. Thôi em lên trước cũng được. Lên. Thưa quý vị, 2 phút dành cho quý vị. Căng thẳng quá. Dễ nè. Nước nào nhiều nam nhất? Đối chữ đó, nước nào nhiều nam? Nước nào nhiều nam hả? Nước gì nhiều nam vậy? Nước Anh. Mong ước các bạn người chơi hãy từ tốn với MC. Nước Anh. Cái này chúng tôi đã khảo sát trên 100 em học mẫu giáo. Thì các em đều trả lời được hết. Học em học mẫu giáo. Hồi xưa em đâu có đi học mẫu giáo đâu. Ủa? Học thẳng lớp 1. Vậy hả? Học thẳng lớp 1 có nghĩa là thông minh đó. Câu này dễ. Khi nào anh có thể dìu em đi trên mặt nước? Khi nào anh có thể dìu em đi trên mặt nước? Đi trên mặt nước hả? Cái này là đố mẹo hay là đố đố thiệt á? Đố thông minh đó. Là khi nào là nước đóng băng thì anh sẽ dìu em lên. Sư tử nào có khả năng bơi lội rất giỏi? Sư tử nào mà có khả năng bơi lội rất giỏi? Sư tử Hà Đông. À, đang liệt kê đó hả? Đang liệt kê. Sư tử Hà Đông, sư tử... Là em đang nói em á hả? Không, em hiền lắm. Em không biết bơi luôn. Em không phải sư tử Hà Đông. Ủa, sư tử nào vậy? Sư tử gì? Sư tử gì ta? Biển. Ủa, sư tử biển? Sư tử biển? Ủa, sao tự nhiên em thi luôn đi anh ơi? Lên dễ thi luôn nè. Anh nói gì vậy? Ai nhắc vậy? Nguyệt Anh. Ồ, lên. Lên. Trời, bạn thi mình không có nghe. Sư tử biển, sư tử biển. Em nhắc nó để tí em lên, em nhắc lại cho. Chắc có hả? Cưng dễ sợ luôn đó. Ủa, hôm mấy sao đợi mình về luôn đi. Chứ nhắc người ta chi. Một tàu lượn hạ cánh ở giữa biên giới Mỹ và Canada. Mỗi cánh của nó nằm ở mỗi nước. Hỏi động cơ của tàu lượn đó nằm ở đâu? Một tàu lượn hạ cánh ở giữa biên giới Canada và Mỹ. Rồi gì nên nhỉ? Cánh nằm mỗi nước. Động cơ nằm đâu? Động cơ nằm dưới đâu hả? Không có động cơ. Lên. Yeah. Là dù lượn đó. Cái dù á. Dù. Tại vì nó không có động cơ. Câu này là đố chữ ha. Con hổ khinh khỉnh, xem thường mọi người thì gọi là gì? Hổ khinh khỉnh. Có cái chữ đó phải có ý nghĩa nha. Hổ khinh khỉnh, xem thường mọi người gọi là gì hả? Hả? Xem thường mọi người là... cái gì? Chảnh hả? Hổ khinh khỉnh, xem thường là sao ta? Xem thường là... hổ thẹn đại. Không, chính xác. Hổ phách. Cái gì? Hổ phách. Phách cái là gì? Phách lối đó. À, hổ phách. Ôi. Bánh hỏi được làm chín bằng cách nào? Bằng cách nấu lên cho chín. Nấu có gì cách nấu? Hấp. Lên. Chiếc vòng cổ của Doremi có màu gì? Doremi là màu... màu vàng hay sao ấy? Trả lời cho được hỏi. Nhưng mà cái chiếc vòng cổ là màu gì ta? Màu hồng. Không, chính xác. Màu gì á? Màu xanh. Đỏ không? Trong xanh. Truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy, máu của Mỹ Châu sau khi chết hóa thành gì? Hóa thành gì em không biết luôn á. Trả lời lại. Hóa thành gì ta? Gương hộp xoàn hay gì đó. Hóa thành gì ta? Ủa, em nghe cái ai nhắc nhắc gì đó không ta? Ngọc. Bà người gánh bây giờ là cả thời thanh xuân để bà chắc bài thơ đồng đội. Ta phải đội đối phương cho đồng đội. Em trả lời ngọc trai. Lên. Tại đội đối thủ nhắc mà được. Đội đối thủ nhắc thoải mái. Đội mình không được nhắc. Trời ơi. Trong tứ linh Long Ly Quy Phượng, vậy Ly là con gì? Long Ly Quy Phượng. Ly là Long. Lên. Long đúng rồi. Trời ơi. Hết giờ. 4 an liên tiếp, chúc mừng. Bởi vậy đừng cho em lên đầu. Chúng ta gặp gỡ lại Lê Bê La. Sao không? Chỉ có 4 câu à. Em phải là 5 nha. Thôi em đừng có 5 em. Tại vì đội em đang dẫn trước 1-0. Mà em thắng 2-0 nữa là coi như là ra bãi xe liền. Em không uống em cà phê đi, đó. Để cho chị thêm vòng sau. Đố
Được cái là đội của Lê Bên Anh nhắc nhở cũng nhiều cho Vi biết. Thì mong là lần này cũng được nhắc nhở bởi đội của Vi ha. Đợi anh Thuận nhắc nhắc em nhiều nha. Lúc nãy đội em nhắc bên Vi đó. Chị Ánh đáng yêu. Nguyệt Ánh thì bà nhướng nhướng à. Theo như mình nghĩ là mình nên để cho đội của anh Hiệp với lại Nguyệt Ánh vô đi. Sáng không nổi phải đặt để cho người ta vô. Tại vì mấy mùa trước là tụi em chơi nhiều rồi. Đúng mà rồi. Rất là khó mời Nguyệt Ánh với anh Hiệp. Cho nên là khó mời lắm. Để vô đi, để vô, đi, chơi tiếp nha. Có nghĩa là rào trước là lát xua khỏi dục á. Kính thưa quý vị, Lê-la đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Nước nào nhiều nam nhất? Nước nào? Liệt kê em, liệt kê từ từ. Nước nào nhiều nam không nghĩa là có chữ nam trong đó cô hai. Nhiều nam nhất hả? Nước Anh. Yeah. Có chữ mà. Trời ơi, ghê quá vậy. Anh là đàn ông đó. Rồi, khi nào anh có thể dìu em đi trên mặt nước? Đi. Khi nào em có thể đi trên mặt nước? Khi nào em có thể đi vượt? Em á. Em hả? Em là Lê Bella đó. Em đi trên mặt nước hả? Nước á mà. Đi nước, nước trượt băng hả? Yeah. Trượt băng đúng không? Đúng rồi. Khi nào? Lại, trả lại. Lời, trả lời. Khi hai người đi đâu? Khi đóng băng. Chính xác. Em hoang mang quá, em luôn quá. Hồi hộp quá. Sư tử nào có khả năng bơi lội rất là giỏi? Sư tử. Sư tử gì đây? Sư tử biển. Chính xác. Quá dễ luôn á. Một tàu lượn hạ cánh ở giữa biển Mỹ và Canada, mũi cánh của nó nằm ở mỗi nước. Hỏi động cơ của tàu lượn đó nằm ở đâu? Một bên là là Canada, một bên ấy. Một cái tàu lượn, vô okay. lượn á. Hạ cánh. Canada. Canada. Mỹ. Mỹ. Động cơ đâu? Động cơ ở giữa. Đúng. Ấy. Đáp án là không có động cơ tàu lượn. Là dù lượn. Chơi nữa được không? Đang thích. Đang thích. Đó chứ hả? Rồi, tiếp theo. Con hổ khinh khỉnh, xem thường mọi người thì gọi là gì? Kiêu ngạo. Kiêu căng. Đố chữ, đố chữ. Hổ khinh khỉnh. Hổ khinh khỉnh hả? Không, chưa, không phải đáp án nha. Đang hỏi. Con hổ khinh khỉnh hả? Con hổ. Ủa, mình đang ở dưới vị trí cuối cùng, mình trả lời đại, mình kiếm câu khác chứ bắt nói gì. Đại đi em, đại đi. Thôi bỏ qua đi, không được, bỏ qua đi. Nói đại, đại, đại đi. Trả lời đại. Em giống như là em nói okay. Hổ phách đi. Ok. Hổ phách. Okay, hổ phách. Đối đại. Rồi, câu này chính xác nhưng mà không được công nhận. Ok, rồi, tiếp theo. Hết giờ rồi hả? Chưa. Rồi, vậy tiếp đi. Trời ơi, chú nói đại mà đại kết quả đi chứ. Chán thiệt. Con không hiểu câu hơn vậy luôn á. Hẹp duyên quá à. Câu hỏi tiếp theo. Bánh hỏi được làm chín bằng cách nào? Học bánh sắt. Chiếc vòng cổ của Doremi có màu gì? Doremi có màu hồng. Màu hồng không chính xác. Sao ai nhớ màu hồng không? Tôi nghĩ màu hồng. Màu cam hả? Màu đỏ. Màu xanh. Nhắc cũng nhắc sai nữa. Doremi màu hồng mà. Doremi màu hồng mà. Nhưng mà cái vòng cổ là màu xanh. Rồi ok tiếp. Rồi trong truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy, máu của Mỹ Châu sau khi chết hóa thành gì? Hóa thành long. Hóa thành gì đây? Long vũ. Long vũ hả? Hóa thành long mà. Hóa thành long. Đâu có thấy hóa thành long ở đâu ra mà long. Trời ơi là trời. Cái máu của Mỹ Châu rớt xuống biển. Xuống biển con gì nó ăn rồi làm trang sức cho phụ nữ. Ngọc trai hả? Ừ đó. Ngọc trai. Ừ. Rồi mời bộ phận sản xuất đó. Lấy tiền đưa cho đội đi về giùm luôn. Chứ chơi chi nữa. Ngọc trai. Ngọc trai là đáp án đúng nhưng mà không được công nhận. Tại sao? Ủa anh đâu có nhắc em là ngọc trai đâu. Wow. Anh nhắc như vậy. Anh thì sao vậy em quạo đó. Nhắc vậy là không công nhận à? Không được nhắc hả? Ủa nhắc xuống biển thôi mà có nhiều con lắm chứ không phải con ngọc trai đâu. Không lẽ biến thành cá ngừ hả? Trời đất ơi. Thôi mình sẽ hỏi câu tiếp. Trong Tứ Linh Long Ly Quy Phượng, vậy Ly là con gì? Long Ly Rồng. Con lưng. Chính xác. Lên. Trời ơi dễ quá mà ta. Là
Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đầu đen như quả, da trắng như bông, lưng thấp cổ bồng, đích mang lọ nước là cái gì? Trời ơi, đầu đen như quả, da trắng như bông, lưng thấp cổ bồng, đích mang lọ nước. Hết giờ. Câu hỏi là cái gì? Không hiểu luôn. Con gì vậy, con gì vậy? Đáp án là đèn dầu. Dễ thương lắm, Tú Vi, hai đứa về đọc xong. Anh chỉ đọc cái gì vậy? Như vậy là Lebella đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Vậy là mình thua rồi đó anh Hiệp. Một đều. Rồi bây giờ mời hai thánh nhắc lên thi nè. Để coi nè. Để coi ở dưới nhắc thì ghê lắm. Ở dưới nhắc rồi. Đọc chai, đọc chai đó. Không hề đứng đọc chai. Thôi để đọc, phải nhắc cái đội bên đây. Giang nhắc to luôn. Giang ơi, Giang có nghe gì chưa? Sao anh? Lê Ba La nói, ủa sao kỳ vậy, sao em lên thi bà không nhắc à. Bà Tú Vi, Tú Vi đội bạn mà bà lại nhắc kìa. Không thấy anh Giang anh đứng anh nói cái em bị phân tâm em không có. Để coi nè, ở dưới ghê lắm. Lên đi không biết được ba câu hôn. Anh lên trước. Dạ em xin lên sao? Người ta có đồng ý không? Tôi đâu biết. Em không đồng ý. Rồi phải tôi xì, phải tôi xì. Một, hai, ba. Không lẽ tình chị em mình có bấy nhiêu đâu. Chị em đi tầm này nữa. Đúng rồi, tầm này là phải tháng để vô dùng đâu. Đội của bà là hai người lên sau rồi, đội tôi hy sinh lên trước không à. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh ơi, anh nói nghe nè, lên trước đi, ở ngoài đó cà phê chán lắm, không có gì vui hết, lên trước đi, nghe lời beo đi. Bà để tôi ra ngoài tôi uống miếng tăng lực đi. Ok, rồi, chơi đi. Em sẽ nhắc chị anh nếu em biết. Chắc bà biết rồi. Vậy em mới nói. Đây, đã từng chơi chương trình này chưa? Đây là lần đầu tiên đúng không? Đúng. Rung lắm anh. Hả? Rung lắm. Sao giờ rung? Vui thôi mà. Tự nhiên giờ thấy mình ngu quá à. Mình ngu quá à. Hả? Cái đó là do giờ mình mới thấy. Tự nhiên đăng ký tham gia làm chị. Giờ ngồi đây rung. Ý là hồi nãy ở dưới nhắc dữ dội lắm. Nhưng mà ở dưới nó khác, lên đây nó khác anh. Khác không? Khác. Bây giờ muốn khác không? Chú Harry lên đọc luôn là khác nữa. Thôi anh đọc cho em đi. Đọc nha. Dạ. Rồi, 2 phút dành cho Nguyễn Ánh. Bắt đầu. Cái gì lên mà không tàn, tàn mà không mất? Hại não chưa? Lên mà không tàn, tàn mà không mất. Là cái gì ha? Hả? Đại đi chị, mất thời gian. Sao đại đi. Sao ở dưới nhắc dữ lắm mà. Tàn cho. Tàn cho, không chính xác. Ai biết à? Giờ đâu có biết gì đâu anh. Biết là nhắc rồi. Cái gì? Lên mà không tàn. Mặt trời chính xác. Ôi sao nói sớm mấy đứa. Mặt trời lên, rồi mặt trời tàn, chiều tàn. Cao nhưng mà nó có mất đâu, nó lại chiếu ở một đứa khác. Điền vào chỗ trống, chấm chấm chấm, đi chạng vạng, cá đi rạng đông. Trời sao thấy em khó vậy? Tại vì ban tổ chức sắp xếp cho những người mà thánh nhắc. Đọc lại đi anh. Chấm chấm chấm, đi chạng vạng. Đi chạng vạng. Cá đi rạng đông. Con tôm. Rồi, tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông. Lên. Lên. Chặt đầu, róc da, xương trắng như ma, hỏi là cây gì? Từ từ. Hỏi gì? Hỏi là cây gì hả? Từ. À. Ừ. Biết cây đó rồi. Thì nhắc đi. Cây gì mà trong nghề mà không được uống á? Hả? Cái gì mà trong nghề mà trước, không được uống á? Trước khi diễn không được uống đó. À, cây mía. Đúng nhưng mà không được công nhận. Tại sao? Sao vậy? Tại vì nhắc ít lộ liễu á. Người ta đâu có hiểu gì đâu. Hỏi khán giả coi có ai biết không? Chắc chắn người ta đâu hiểu gì đâu. Không biết đâu. Không ai biết đó, khán giả đâu có biết. Không biết mà. Không biết đâu. Nếu như bạn, các anh chị nhắc vậy các bạn biết không? Không. Xuống trời à? Chưa kỳ quá à. Chị nhớ mặt em rồi đó. Ở dưới dành cả tuổi thanh xuân nhắc người ta lên đây không trả lời được. Nhức não nè. Có 8 người ngồi trên một cái ghế dài, 3 cái chân ghế bị gãy và 6 người rời đi, hỏi còn bao nhiêu cái chân? 3 cái gãy thì còn 1 cái chân. Còn 1 cái chân. Có
Còn bao nhiêu? Còn một cái chứ. Còn một. Không, chính xác. Trên một ghế dài. Đơn giản là 6 người đi rồi, là còn 2 người là mấy chân? 4 chân. Ghế gãy 3 chân, còn chân là 5 chân hết. Được, hiểu rồi. 1 lít nước tinh khiết ở điều kiện bình thường bằng bao nhiêu kg? Nước tinh khiết và điều kiện bình thường. 1 lít nước tinh khiết. Đúng trong vậy. Điều kiện bình thường. Đúng vậy. Bằng bao nhiêu kg? Đúng vậy. Bằng 1 kg. Cái gì? Hả? 1 lít nước phải không? Bằng bao nhiêu? Bằng 1 ký. Lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh cũng muốn gần em quá, anh quay anh Giang. 1 lít dầu nặng hay nhẹ hơn 1 ký? Nhẹ hơn chứ. Lên. Yeah. Vì sao biết? Em đang nghiên cứu về nước giải khát. Vậy hả? Dạ. Đơn giản là dầu nổi trên nước phải nhẹ hơn rồi. Bạn sẽ làm gì khi bị kẹt trong chiếc thang máy đang rơi tự do? Cái này tôi biết, hồi đó tôi có đi học phòng cháy chữa cháy rồi các trong kiểu. Trong một thang máy đang rơi tự do hả anh? Chưa nha, em đang hỏi thôi nha, em chưa trả lời ta. Ngồi xuống hả ta? Ngồi hoặc nằm? Chọn. Nằm. Lên. Để đâu khoảng cách từ trái đất lên mặt trời người ta dùng đơn vị nào? Trả lời chân lại. Hả? Bước chân hả? Gì bước chân bạn? Nhảy kẹt tôi chứ. Ánh sáng hả? Bao nhiêu gì ánh sáng? 5 hả ta? 5 ánh sáng. Lên. Dễ quá trời. Kể tên 4 loại bánh được gói bằng lá. 4 loại bánh được gói bằng lá nè. À, bánh ít nè. 1. Bánh ú nè. 2. Bánh tét nè. 3. Bánh bánh gì nữa? Một cái nữa đi. Bánh ú nè, bánh tét nè, bánh ít nè. Bánh lá gai. Không có bánh gọi là bánh lá gai. Chỉ ít có bánh lá gai rồi. Hoặc là bánh ít lá gai chứ không có bánh. Khoan. Bánh chưng á. Lên. Rồi đi. Dễ quá trời luôn. Tại em biết sao không? Bánh ít á là bánh ít lá gai chứ không có bánh lá gai, hiểu không? Đúng rồi. Nhìn thấy gai. Loài ong có bao nhiêu mắt? Loài ong có bao nhiêu mắt? 4. Hết giờ. 5. Chính xác. Lên đừng đất nữa là 6. 6 đáp án liên tiếp chính xác. Dành cho Nguyễn Ánh, xin chúc mừng. Khó thì có, dòng này khó thì. Ừ, sao câu của em khó quá. 6 là ok rồi. Mà cái này là dễ nha, không chừng Kali là 7 á. Chúng ta gặp gỡ lại Kali. Dễ lắm. Mấy câu? 6 câu. Cố lên đi câu. Anh nó giỏi lắm anh. Anh thông minh lắm. Trời ơi, nãy giờ thông minh lắm. Thì đó. Câu này hỏi cái là quá. Không, câu nào tao trả lời được. Tao dưới tao nhắc mày. Lên. Trời ơi. Cố lên. Em sợ quá. Kiếm được cái gì? Kali đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cái gì lên mà không tàn, tàn mà không mất? Lên mà không tàn, tàn mà không mất. Có phải? Có phải em Mùa Thu Hà Nội? Mặt trời. Yeah. Mặt trời lớn chính xác. Điền vào chỗ trống, chấm chấm chấm, đi chạng vạng, cá đi rạng đông. Đi chạng vạng, chấm chấm chấm, cá. Chấm chấm chấm, chấm chấm trước. Đi, đúng rồi. Tôm đi chạng vạng, chính cá xác. Đi rạng. Hay vậy đó. Chuẩn bị quá. Câu hỏi tiếp theo. Chặt đầu, róc da, xương trắng như ma. Hỏi là cây gì? Cây mía. Chính xác. Hồi xưa tôi hay đi róc mía. Xuất sắc. Có 8 người ngồi trên một cái ghế dài. 3 cái chân ghế bị gãy và 6 người rời đi. Hỏi còn bao nhiêu cái chân? À, còn cái chân ghế hay là còn cái chân người? Từ từ đoán, từ từ tính đi. 8 người đi ra. 8 người ngồi. 8 người ngồi. Đúng mà rồi. Có 6 người về rồi. 6 người đi về. Rồi 3 cái chân ghế bị gãy. Rồi tổng cộng là có 5 cái chân. 5 cái chân. Chính xác. 4 cái chân người với lại 1 cái chân ghế. Chính xác. 1 lít nước tinh khiết ở điều kiện bình thường bằng bao nhiêu ký? 1 ký nước tinh khiết ở điều kiện bình thường. 1 lít nước. À, 1 lít nước tinh khiết ở điều kiện bình thường bằng bao nhiêu ký hả? À, 1 ký. Chính xác. Yeah. Hay quá, cũng có giỏi vậy. Wow. Cho Harry hỏi.
Một lít dầu nặng hay nhẹ hơn 1 kg? Một lít dầu thì một lít dầu nó cũng giống như một lít nước thôi, nhưng mà dầu thì thường nó nhẹ hơn nước, cho nên là nó sẽ nhẹ hơn 1 kg. Chính xác. Rồi một câu nữa thôi. Bạn sẽ làm gì khi bị kẹt trong chiếc thang máy đang rơi tự do? À, bạn sẽ bị gì khi bị kẹt trong sẽ làm gì trong thang máy mà rơi tự do? Thì em nghĩ là nếu như mà mình nằm xuống thì sẽ tốt nhất. Hay nằm quá. Nằm. Chính xác. Yeah. Rồi. Kali. Rồi tiếp tục. Để đo khoảng cách từ trái đất lên mặt trời, người ta dùng đơn vị nào? Đo khoảng cách từ trái đất lên mặt trời, người lên ta dùng đơn vị nào? Ừ. Đơn vị hả? Ừ, cái này khó không? Này dễ chứ khó vậy? Em thấy khó. Thường á là người ta, em nghe nói thường á là nếu mà đo trái đất lên mặt trời là phải là ánh sáng. Ánh sáng là bao nhiêu? Hả? Ánh là... sáng nhưng mà đơn vị tính là gì? Đơn vị tính ánh sáng là Hết tiếc là hết giờ. Không mà cái câu này em thấy khó. Câu này khó. Đáp án là 5 ánh sáng. 5 ánh sáng. Đúng rồi. Dù sao Kali đã giành được chiến thắng. Đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Khó gì lên số 7 mà khó. Bây giờ đội mình đang dẫn trước, đội mình đang thua. Dạ em biết rồi. Đây là 2 và mình mới có 1. Bây giờ nếu mình thua một lần nữa là mình về luôn. Dạ. Còn nếu mình thắng thì cân bằng 2 đều, mình có câu hỏi phụ. Bây giờ sẽ là một người nào cũng được trừ 2 người vừa chơi Hiệp được vừa rồi. Rồi anh Hiệp với ai bên đây? Thú Vi đi. Thú Vi nó thông minh á. Hồi nãy có lên được đâu mà thông minh. Rồi không cần lên. Thôi thôi. Thuận hả? Sao? Đi đi. Thuận lên. Em lên mà thua không có chửi em nha. Anh chơi dở lắm. Tại vì anh thấy cái câu hỏi ngày càng nó lên đi, cho Tú Vi lên đi. Khó à? Khó hơn. Ai ạ? À? À? Thôi em anh Thuận lên đi, mất công anh Giang chê em ngu lắm. Anh chê em bao giờ? Lên đi, lên. Lên đi Vi. Tú Vi. Nhưng mà anh Thuận lên đúng không? Rồi. Ai lên trước? anh như em lên trước á. Thôi em lên trước nãy đi. Em lên trước em run lắm rồi. Không sao, em cứ lên trước đi. Anh ở dưới anh hậu thuẫn cho em. Không sao đâu. Quản tôi xì cho chắc cú nè. 2, 3. Em đang cái bao thắng rồi đó. Đúng em rồi, lên đi. Trước đó. Em lên trước đó. Em quyết định mà. Thắng là em sẽ quyết định. Lên. Tú Vi đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Một thủ quỹ, 2 luật sư này là anh tôi. Nhưng luật sư lại nói tôi không có thằng em nào hết. Tại sao cả 2 đều nói đúng? Tại sao cả 2 đều nói đúng á hả? Yeah. Bỏ cái thủ quỹ một bên đi, đừng nghĩ thủ quỹ nữa. Một người nói với ông luật sư, nói rằng là luật sư này á là anh tôi. Các luật sư đấy. Không. Tôi không có thằng em nào hết. Tôi không có thằng em nào hết. À em biết rồi. Tự vì á, 2 chị em gái. Thì hai chị em gái. Không ai nói dối vì thủ quỹ là em gái luật sư. Đúng rồi. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Nước nào nhiều trang phục nhất? Đố chữ. Nước áo. 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 Chính xác. Chúng tôi tha thiết yêu cầu người chơi hãy trả lời với và phong cách thân thiện. Đúng rồi. Áo. Rồi. Câu hỏi giống như nước anh hồi nãy vậy đó. Tôi có lông vũ nhưng lại không có cánh. Tôi là gì? Đơn giản ha, câu này đơn giản. Cái này đơn có giản. Có lông vũ nhưng không có cánh. Là giống như là cái áo lông hả chị? Cái áo thì lông em hả? Trả lời đi, ra thử xem. Cái áo lông vũ. Lên. Chị Harry bây giờ thiệt á. Không có dò chị được. Có những cái áo là bằng lông vũ. Hoặc là những cái gối là bằng lông vũ. Dạ. Thì nếu có lông vũ thì đâu có cánh gì đâu. Rồi câu hỏi tiếp theo. Có mặt mà chẳng có tay. Tay á. À tay. Nhìn là nhăn nhó. Chẳng ai muốn nhìn là gì? Có mặt mà chẳng không có tai, nhìn là nhăn nhó, chẳng ai muốn nhìn là gì? Mặt trời. Chính xác. Yeah. Mặt trời chính xác, tại vì mặt trời ai đâu ai dám nhìn thẳng vào mắt hay thường. Quá, hay quá, hay quá. Nơi nào có vòng 2 mát rười rượi?
gì? Mắt rượa. Nơi nào có vòng hai mát rười rượi? Nơi nào có vòng hai mát rười rượi? Vòng hai là cái gì? Vòng hai là cái eo. Đó. Eo gì nơi mát rười ta? Nơi nào có vòng hai mát rười rượi? Cái gì? Eo gió. Đáp án là eo gió. Chính xác. Eo gió. Ủa mọi người chưa đi eo gió hả? Không biết. Khi gặp cơn lốc xoáy trên đường đi, bạn nên làm gì? Thì mình nằm xuống. Nằm xuống là đi luôn á. À, thì mình phải chạy ngược lại. Mình chạy. Mình chạy. Rồi, không chính xác. Rồi, không chính xác. Sao anh? Kết quả là gì? Đáp án là hãy trốn trong một cái hố. Thấy chưa? Ồ, là vô hầm đó. Hố hầm được chứ. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Khoai ruộng lạ, chấm chấm chấm, ruộng quen. Khoai ruộng lạ. Một chữ rất đơn giản. Mạ ruộng quen. Chính xác. Rồi câu hỏi tiếp theo. Ngọn núi nào cao nhất thế giới trước khi đỉnh Everest được con đường khám phá? Đây, ngọn núi Everest. Trước khi người ta khám phá ra nó là cao nhất thế giới thì núi nào cao nhất? Himalaya. Là cao nó luôn. Là nó luôn. Đáp án là Everest. Everest, nó là đỉnh núi cao nhất. À, đúng rồi nha. Không khám phá, không khám phá thì nó vẫn là cao nhất thế giới rồi. Em tưởng rồi. Rồi. Tin tưởng là... rồi. Rồi, tiếc quá. Kính thưa quý vị, Tu Vi cũng đúng đáp án liên tiếp 5 câu. 5 câu là tuyệt vời rồi, My ơi. Tuyệt vời rồi. 5 câu là tuyệt vời rồi. Tươi không em, tươi không? Khó, câu hỏi khó với em. Khó lắm luôn. Câu hỏi khó đó Hiệp. Dạ, khó lắm hả? Nhưng mà anh Hiệp chắc trả lời được. Cô Hiệp, bộ này chắc khó. Trước khi chúng ta tiếp tục trò chơi thì xin hỏi Hadi Won. Dạ. Là mình là những nghệ sĩ. Dạ. Ai cũng biết mình rồi. Vâng. Cái gì có thể mất nhưng mà đừng mất cái gì? Liêm sĩ. Người lớn tuổi nên em không dám nói. Người lớn tuổi anh Hiệp anh I like it, anh thích em mà nghe Hai Lưu Anh. Dạ. Anh thích em mà đó. Dạ. Vậy chị đọc cho anh luôn nha. Dạ. Không. Giang không có, Giang đang đứng đây, mình phải tôn trọng Giang để cho Giang đứng đây, hiểu không? Không có, em thích đứng dưới kia hơn. Thôi đứng đây Giang đi Giang. Ta 2 phút dành cho anh ngồi Hiệp vô. Hồng Thủ Quỷ khai, luật sư này là anh tôi. Nhưng luật sư lại nói tôi không có thằng em nào hết. Tại sao cả hai đều nói đúng? Không hiểu. Đây, luật sư. Sao ạ? Có một người đứng đây là thủ quỹ. Đúng rồi. Nói rằng luật sư nói thì đó nè. Có bảo thủ quỹ, không phải là em nha. Có thủ quỹ đứng đây nè. Thủ quỹ đứng đó. Luật sư này là anh tôi. Thế anh nói đi. Không, tôi không có thằng em nào hết. Thì tại vì con nhỏ này con gái. Thưa quý vị, mùa này chúng tôi có những câu hỏi phân tích bằng hình ảnh minh họa với bằng thức cho nghệ sĩ dễ hiểu. Và lâu lâu một câu thôi chứ 10 câu mà minh họa thì chúng tôi cũng mệt lắm. Câu tiếp theo, đố chữ. Nước nào nhiều trang phục nhất? Nước nào nhiều trang phục nhất? Nước áo. Lên. Yeah. Tôi có lông vũ nhưng không có cánh. Tôi là gì? Tôi có lông vũ nhưng không có cánh. Mà không có cánh tôi là cái gì hả? Đúng rồi. Dạ. Tôi nói lại câu hỏi của Giang đừng nói nữa. Anh đang nói anh hiểu rồi. Tôi có lông vũ mà tôi không có cánh. Tôi là gì? nhắc coi. Ủa nhắc coi. Anh Giang anh nhìn em hoài sao? Kệ đi câu này khó quá. Kìa anh nhìn nữa kìa. Vũ công. Thôi kệ xuống đi. Người ta chỉ nè, người ta chỉ cái áo. Cái áo đó. Mai mốt mình nhắc cái đó mình đừng có dậy, hiểu không? Có mặt mà chẳng có tai, nhìn là nhăn nhó chẳng ai muốn nhìn. Mặt trời. Lên. Nơi nào có vòng hai mát rười rượi? Đây là một địa danh luôn. Nơi nào có vòng hai mát rười rượi hả? Eo hả? Đáp án là eo biển hả? Eo biển, không chính xác. Eo gió anh chưa từ đi. Từ từ. Eo gió đó. Chưa đi eo gió hả? Chưa. Anh có đi không? Chưa luôn, em anh chưa đi luôn. Chưa đi eo gió là gì đâu. Ở đâu vậy anh?
là một địa danh ở ngoài Quy Nhơn. Câu tiếp theo, khi gặp cơn lốc xoáy trên đường đi, bạn nên làm gì? Nhảy xuống hố. Ừ, đúng. Lên. Tiền từ còn thiếu vào chỗ trống. Khoai ruộng lạ, chấm chấm chấm, ruộng quen. Khoai ruộng lạ mà ruộng quen. Yeah, 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 yeah. Hiệp, hiệp, hà, hiệp, hà, hiệp. Còn núi nào cao nhất thế giới? Nguy hiểm luôn, rình rập xung quanh chúng ta. Ngọn núi nào cao nhất thế giới tính từ mặt nước biển trước khi đỉnh Everest được con người khám phá? Mời trả lời ạ. Chưa. Trả lời ạ, trả lời. Everest. Thấy ông chồng đóng tôi anh. Không chính xác. Cái gì? Là nó luôn. Bà này đứng đi. Thì là nó đó, đó Everest. Bà kia. Nó. Nhịp tim của phụ nữ và nam giới ai cao hơn? Ai cao hơn? Nữ chứ cao hơn. Hay quá. Nữ. Em giờ. Nữ. Đáp án là nữ. Đó. Vậy mà anh đánh các bạn. Chúng ta chỉ mang về hai đáp án liên tiếp. Không ngờ hôm nay Tú Vi lại là người đưa đội mình vào vòng, vào vòng đặc biệt và vào vòng sau nữa ha. Quá dữ. Thì đội anh Hiệp thì cũng không được may mắn khi có một thằng nhắc thằng nhảy. Anh nhắc thằng nhảy đi mọi người. Nói chung là đội chúng ta dừng lại với phần thưởng là 12 triệu đồng kèm theo 3 cặp tai nghe đến từ LG. Còn bây giờ nói gì nữa, mời ba bạn. Cái vé vào vòng trong là chắc chắn có nha. Dù vòng này có thua cũng vẫn đã có nha. Tiền là cũng đã có rồi, quan trọng là lấy 60 triệu nha. Mời vào vòng đặc biệt. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là các bạn lãnh được 60 triệu đồng. 60 triệu đồng. Nói thì dễ quá. Đâu có đơn giản. Đâu có dễ. Kể tên 20 loài động vật trên 4 chân. Gián. Dễ. Rất. Rất. Sâu. 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 Cao cao. Kiến. Châu chấu. Bỏ hung. Bỏ cạp. Đúng. Cuốn chiếu. Cuốn chiếu có cột, đã cuốn chiếu rồi hả? Nhện. Con cua, đúng rồi. Con ghẹ. Con tôm. Đúng rồi, hay quá. Con còng. Con sam. Trời ơi. Thời gian trôi qua mau. Mình kể chưa được 20 con nữa. 16 đáp án chính xác. Ôi. Xíu có 4 con à. Mình trừ ra 4 con đó đi, mình lãnh tiền 16 lấy con. Trừ 4 con nó trừ 4 triệu thôi. Ngoài ra cái đây thì có con bướm nữa nè. Bướm ông. Tuy là mình không có giành được chiến thắng ở vòng này nhưng mà mình vẫn có cái tiền thưởng là 18 triệu đồng. Wow. Và chúng ta sẽ ra về với một món quà từ LG, đó tính là cái loa Bluetooth Xboom Go. Đây, đẹp lắm á. Đẹp quá. LG về lắm không có đó. Em bán lại cho. Em xin mê lắm không có. Bà nói em bán lại cho. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn điện máy trời lớn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.
càng tăng càng giảm? Cái gì càng tăng càng giảm? Mình tăng ga đi xe anh thì cái quãng đường của mình nó giảm xuống. Vậy mình tăng ga thì mình giảm tuổi thọ thì có lý. Ủa mà sao hay vậy? Sao biết cái câu đó? Tại em không nghe chị nói, em trả lời đại á. Trả lời đại á. Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là gì? Có người yêu chưa? Là... Khi nào bạn có thể chui vào một cái lỗ và chui ra hai cái lỗ khác? Tự nhiên đấy. Tự nhiên đó nha, không có được cú nha. Này khó à. Ca sĩ nào không thích để tóc dài? Phan Đình Tùng. Yeah. Anh Tùng anh coi nãy cho anh cười hoài luôn á. Mừng Tết lớn, giảm giá lớn.